Hello cho anh em đã quay trở lại với channel Khoản Rủi Computer. Nếu như cho anh em một bộ PC với mức giá là 25 triệu nhưng mà trong đó thì lại sử dụng chiếc card RTX 3070 đi kèm cùng với lại CPU Core i3-10100F thì có bao nhiêu anh em ở đây sẽ cho rằng cái tình trạng nghẽn cổ chai xảy ra? Mình nghĩ rằng là con số này cũng không phải nhỏ đâu, chắc cũng phải tầm khoảng từ 90-99% đấy nhỉ. Và trong khi đó ngày hôm nay mình sẽ xây dựng cho anh em một bộ PC với cái mức giá là 25 triệu đồng. Đây, bộ PC đang ở cạnh ngay mình đây. Và chính xác là sẽ sử dụng chiếc CPU Core i3-10100F kết hợp cùng với chiếc RTX 3070 đến từ nhà phát người yêu. Với một bộ PC như thế này, về cái tình trạng nghẽn cổ chai thì đây là cái tình trạng mà rất nhiều các bạn cũng đang kiểu bị tẩu hỏa nhập ma khi mà đi tìm hiểu về máy tính. Nói nôm na lại thì nghẽn cổ chai là gì? Nó là cái tình trạng khi mà một cái linh kiện không thể xử lý được hết tất cả những cái dữ liệu từ một linh kiện khác chuyển sang, thì đấy gọi là tình trạng nghẽn cổ chai. Mà thường thường thì chúng ta sẽ có nào là nghẽn RAM này, nghẽn CPU, VGA các thứ. Nhưng mà nói chung là cái tình trạng hôm nay mình nghĩ là nhiều anh em đoán đó là cái tình trạng nghẽn ở CPU. Khi mà CPU kiểu làm việc công suất phải đến 100% nhưng mà VGA của chúng ta thì vẫn kiểu nhởn nhơ từ 40-50% mà đôi khi là ngồi chơi xơi nước ấy. Thế nên là thôi, dài dòng thế đủ rồi. Trong video ngày hôm nay thì mình với các bạn sẽ cùng nhau đi xem là cái tình trạng nghẽn cổ chai như lời đồn đó liệu có xảy ra trong bộ PC này hay không nhé. Bây giờ thì hãy bắt đầu video thôi. Nhưng mà trước khi đi đến với các bài test thì mình cũng sẽ giới thiệu với các bạn sơ qua về các cái linh kiện ngày hôm nay mình xây dựng cho bộ máy PC 25 triệu này. Nhưng nói chung là để được cái mức giá mà 25 triệu cho bộ PC, trong đó card thì lại chiếm tận khoảng 16 triệu đồng rồi, thì mình đã phải cắt giảm rất nhiều những cái tính năng đang chơi khác. Thế mà tuy nhiên anh em nhìn vào bộ PC của mình ấy, có thấy đẹp không? Đèn đóm được RGB tất cả các mọi nơi, vỏ này, quạt này, rồi cả nguồn á, nguồn của mình bên dưới này cũng có đèn luôn. Rồi đấy, RAM. À, nhưng mà không biết góc đấy anh em có nhìn thấy bên không? Chắc là không nhìn thấy, tại vì con bên của mình nó hơi bé đằng sau bên trong mà. Chắc là chỉ có duy nhất con bên là không có đèn anh em ạ. Rồi, tiếp theo nói chung là với cái bộ PC ngày hôm nay chúng ta xây dựng thì vẫn có bộ nhân vật chính sẽ là Core i3-10100F và chiếc RTX 3070 đến từ PNI. Nói chung là phạt người yêu hay là phát người yêu thì tùy nhá. Hiện tại tại Hà Nội Computer thì chúng mình cũng đang có cái chương trình khuyến mại bán chiếc CPU Core i3-10100F này được tặng quà tới 3,8 triệu đồng mà Vinh đã có nói ở video trước ấy. Nếu như anh em nào chưa xem thì có thể click vào phần link ở dưới mô tả để có thể biết là phần quà của chúng mình có những gì nhá. Bên cạnh đấy thì đây, nhân vật chủ chốt là chiếc card để chúng ta đi giải quyết cho cái vấn đề là cái tình trạng nghẽn cổ chai như lời đồn có xảy ra hay không. Chiếc RTX 3070 này thì hiện tại trên thị trường có rất nhiều các mẫu khác nhau. Và bây giờ chúng ta có thể lượn một vòng trên website của Hà Nội Computer thì đi từ rẻ cho đến thấp, đi từ thấp cho đến cao. Thì chúng ta sẽ có từ là Asus Duo này, MSI Ventus 2X, Innoi2, cuối cùng là PNI Epic X. Và tại sao thì mình lại lựa chọn bạn này mà không phải là bạn khác? Bởi lẽ là nếu như so với lại Asus Duo thì bạn này chỉ đắt hơn có 200.000 thôi. Thế nhưng bù lại vào đó các bạn có thể thấy là đây chúng ta có hệ thống đèn RGB lập lòe siêu đẹp đúng không? Rồi đây sẽ là 3 quạt chứ không phải là 2 quạt như của Asus Duo. Mà chắc chắn là 3 quạt thì sẽ mát mẻ và êm ái hơn. Điều quan trọng là anh em lựa chọn vỏ case làm sao cho nó phù hợp mà thôi. Đó, và đây là tất cả những cái linh kiện chủ chốt. Những cái linh kiện còn lại thì mình sẽ lựa chọn theo tiêu chí rẻ thế nhưng mà vẫn phải đáp ứng được yêu cầu của bộ máy này. Đầu tiên thì là về đến main thì mình ở đây có lựa chọn chiếc main đến từ nhà MSI H410M Pro. Thực chất thì các bạn có thể lựa chọn bất kỳ một cái main H410M nào khác trên thị trường mà có giá rẻ hơn hoặc là các bạn yêu thích. Bởi lẽ là những cái main này thì sẽ không quá khác nhau về hiệu năng nên là anh em không cần quá cực kỳ và quan trọng đâu. Chỉ lựa chọn H410M là ok rồi. Tiếp theo đến phần nguồn ở đây thì mình có chiếc Aerocool. Bạn này thì có công suất là 650W, đạt chứng chỉ 80 Blood Bronze. Và một cái điều hay nữa là bạn này có cả đèn RGB lấp chết rồi, chưa gì đã nhịu. Có đèn LED RGB lập lòe. Thế nhưng mà chiếc vỏ cây của mình ở đây, cái phần này nó bị che đi mất, cho nên là các bạn không thể nhìn được. Nếu như mà bạn chọn một cái vỏ cây nào mà kiểu full kính hoặc mica ở đây ấy, thì sẽ show được toàn bộ phần nguồn ở bên trong. Tiếp theo thì mình có lựa chọn hai thanh RAM Anata, tổng dung lượng ở đây sẽ có là 16GB và vẫn là RGB lập lòe các bạn nhá. Rồi SSD
các bạn, đây nó tít ở bên trong này. SSD NVMe Kingston A2000, bạn này có dung lượng là 500GB. Và cuối cùng thì sẽ là vỏ cây Kenzo eSport G862. Cái tên nó hơi khó nhớ một chút. Và có một cái điều hay rằng là cái vỏ cây này của mình thì đã được trang bị sẵn tổng thể 3 quạt RGB, ở trước 2 quạt và sau 1 quạt. Thế nên là nhìn cái tổng thể bộ máy này của mình, nó tuy là rẻ tiền với các linh kiện khác nhưng mà cũng rất là chất chơi và đẹp đẽ xịn sò, phải không? À, có một điều nữa đó là đấy, như ban đầu mình cũng có nói là những cái linh kiện còn lại ngoài CPU và card ra thì mình có nói nó chỉ là cái bộ khung thôi, nên là anh em có thể tùy ý lựa chọn theo cái sở thích cũng như là làm sao. Vấn đề cuối cùng chốt lại, chúng ta vẫn đáp ứng được nhu cầu là rẻ này, mà bên cạnh đó thì vẫn phải đáp ứng được đủ là RAM thì phải là 16GB, rồi nguồn thì ít nhất cũng phải là 600W trở lên và đạt chứng chỉ 80 Plus. Rồi SSD ở đây các bạn cũng cố gắng là 500GB giúp mình nhé. Còn một phần nữa mà các bạn có thể mua hoặc không mua, nhưng mà mình nói trước là chỉ có 400.000 thôi, đó chính là về vấn đề quạt tản nhiệt. Nói chung là với cái quạt tản nhiệt của Intel như này, nói chung là quạt gì mà vừa mỏng lại còn vừa bé nữa. Anh em khi mà chơi hay sử dụng thì ok, vẫn có thể dùng bạn này để làm mát. Nhưng mà nếu như bỏ ra 400.000 thì các bạn có thể lựa chọn được một chiếc quạt tản nhiệt khác nhìn đẹp và xịn sò hơn rất nhiều. Và bạn này thì có tên là Recharge GC500. Đó, nói chung là các bạn có thể thấy là vừa đẹp vừa mát, mát đến cái mức mà mình ngồi đây quay video cho các bạn vẫn có thể mặc áo len xinh đẹp chuẩn bị cho mùa đông giá rét. Và cấu hình như vậy là đủ rồi, nên bây giờ mình sẽ đi vào đến phần test trực tiếp để cho anh em xem là liệu có như lời đồn chúng ta bị nghẽn cổ chai không nhá. Bắt đầu thôi. Các game hôm nay mà mình test thì sẽ bao gồm có là Assassin's Creed Odyssey, Far Cry 5, Gear 5, Horizon Zero Dawn và Shadow of the Tomb Raider. Mình sẽ thử nghiệm trên hai độ phân giải là 2K và 4K nhé. Tuy nhiên thì mình test nhận ra rằng là độ phân giải 4K sẽ nghẽn chủ yếu ở card, khi mà CPU của chúng ta đây các bạn có thể thấy là chỉ loanh quanh khoảng 50%, còn card thì luôn loát tới ta. Mình sẽ lý giải một chút trong cái phần này, nó khá đơn giản. Đó chính là CPU thì sẽ có nhiệm vụ render trước các cái khung hình, còn card thì sẽ thêm mắm, thêm muối để nấu nướng thêm sao cho cái hiệu ứng ánh sáng này, hay là vẽ ra những cái bức ảnh ở cuối cùng ở độ phân giải cao như là 4K. Thì kể cả những cái chiếc 3070 như mình có sử dụng ở đây thì vẫn không thể nào kịp thời vẽ được những cái hình ảnh từ CPU gửi tới. Thế nên là CPU load ít, còn VGA của chúng ta thì đạt gần như là tối đa là điều dễ hiểu thôi, phải không? Rồi, so sánh kết quả trực tiếp khi mà mình test trên 10.900K với 2080Ti thì đó, kết quả không có gì đặc biệt cả. Nếu nói trắng ra là chênh lệch là không có. Thế nhưng mà như vậy thì không có nghĩa là các bạn không nên mua những chiếc CPU cao cấp nhá. Vì sao thì chúng ta sẽ giải thích ở phần video sau. Rồi, bây giờ tiếp tục sẽ chuyển xuống độ phân giải 2K. Cái mức hoạt động trung bình của CPU thì bây giờ đã tăng lên khi mà card đã có khả năng vẽ nhiều hình ảnh chi tiết hơn. Các bạn có thể thấy ở đây là mức chênh lệch giữa 10.900K dao động khoảng hơn 10-20%. Đặc biệt là ở Gear 5 và Far Cry thì có vẻ là không ăn CPU, nên là chênh lệch về khung hình ở mức rất rất ít. Còn nếu như nhìn vào cái mức tổng trung bình với các game mà mình đã thử nghiệm thì CPU sẽ load vào khoảng là 80% và card thì vẫn là 100% khi mà chơi game. Chỉ duy nhất có trường hợp là Assassin's Creed Odyssey và Shadow of the Tomb Raider thì đẩy cái mức load của cả CPU và VGA cùng lúc lên 100%. Nhưng trái ngược lại nhau, trong khi mà Tomb Raider thì được coi là một tựa game tối ưu phần cứng tốt thì Assassin's Creed Odyssey lại là một sát thủ phần cứng, trong khi hiệu năng thu lại rất kém. Và cái mức hoạt động trung bình của CPU sẽ là không nghẽn và đủ để các bạn có thể chơi cái tựa game AAA hiện tại ở độ phân giải 2K mượt mà. 4K thì có lẽ sẽ hơi quá sức. Và đó, sau tất cả những cái bài test vừa rồi của mình thì với một bộ PC có giá thành 25 triệu và được kết hợp bởi cái bộ đôi đũa lệch giữa CPU và VGA về giá thành, cái tình trạng nghẽn cổ chai là không hề xảy ra các bạn nhá. Không có cái chuyện là CPU thì cật lực cày cuốc, còn VGA thì ngồi chơi xơi nước, uống nước chè đâu các bạn ạ. Chỉ khi mà chúng ta test ở những cái bài test nặng đô thì lúc đấy cả CPU và VGA của mình mới bắt đầu hoạt động hết cái công suất mà thôi. Thế nên là nói chung, nếu như mà anh em nào đang muốn xây dựng một bộ PC mà chỉ tối ưu về game thôi nhá, thì cái việc bạn lựa chọn một đôi đũa lệch như 10100F cũng như là RTX 3070 của mình có ở đây thì là một cái điều hoàn toàn có cơ sở các bạn ạ. Nhưng mà nói thế thôi, không có nghĩa là mình bảo các bạn không nên mua những CPU đời cao cấp hơn như là 10700, 10900, Ryzen 5600, 5800 nữa nhá. Bởi lẽ là ngoài cái việc chúng ta sẽ tăng được cái mức hiệu năng gaming từ 10 cho đến 15%, thì cái việc mà những CPU đa nhân làm được mạnh mẽ nhất đó chính là khả năng đa nhiệm.
Bởi lẽ là nếu như các bạn có thể thấy rằng bây giờ hiện tại chúng ta đang chỉ chơi game không thôi mà CPU đã chạy vào tầm khoảng từ 70-80% rồi, thì khi mà các bạn lấy đâu ra cái khoảng trống để có thể vừa chơi game, vừa lướt YouTube, vừa xem Facebook, rồi đôi khi là cả streaming nữa. Thế nên là với những cái CPU đời cao cấp hơn thì chúng ta sẽ chỉ hoạt động khoảng từ 5-60% thôi. Còn cái khoảng trống còn lại thì các bạn nói chung là thoải mái, tùy ý làm việc song song các cái tác vụ khác mà không lo bị giật lag các bạn nhá. Nhưng mà ngoài ra đó thì với một cái bộ cấu hình, khi mà chúng ta đặt cái việc tiết kiệm lên trên hàng đầu ấy, thì cái việc khả năng các bạn nâng cấp về sau cũng sẽ hạn chế. Bởi như cái bộ PC ngày hôm nay mà mình build cho các bạn thì cũng ở đây chỉ có là hai khe cắm RAM thôi. Rồi mainboard thì chúng ta cũng sẽ chạy được chỉ là Core i5. Cũng như là nguồn thì cũng có khả năng là không đáp ứng được các cái CPU hay là VGA cao cấp hơn. Thế nên là túm cái váy lại ở cuối cùng video này thì các bạn có thể cho mình xin ý kiến rằng là các bạn liệu có muốn đánh đổi tất cả các cái linh kiện khác chỉ có thể để dồn tiền vào trong một con card như thế này, hay là muốn hiểu là cân bằng tất cả mọi thứ, thì hãy cùng comment xuống phía bên dưới để cho mình được biết với nhé. Còn bây giờ thì cũng đã hết video rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. À mà quên, đừng quên là nhấn like, share và subscribe kênh để ủng hộ cho chúng mình ra những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì Nami xin phép xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.